với mục tiêu hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hôm nay, ngày 31 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID phối hợp tổ chức hội thảo quy mô cấp vùng đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hướng tới nền kinh tế xanh và phát triển bền vững. Là địa phương đăng cai tổ chức hội thảo, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, hội thảo hôm nay sẽ góp phần thúc đẩy vùng đồng bằng sông Cửu Long đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bền vững về môi trường hướng tới nền kinh tế xanh giảm phát thải góp phần thực hiện quá những cam kết giảm phát thải được thủ tướng chính phủ đưa ra tại hội nghị COP26 hội thảo tập trung phân tích đánh giá môi trường kinh doanh khu vực đồng bằng sông cửu long và những vấn đề đặt ra đối với phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường của khu vực xây dựng khu công nghiệp xanh khu công nghiệp sinh thái để nắm bắt cơ hội thu hút các nhà đầu tư tiềm năng chia sẻ kinh nghiệm tốt trong cải thiện môi trường kinh doanh, hướng tới nền kinh tế xanh và phát triển bền vững tại các tỉnh, thành phố. Hội thảo còn có sự tham gia, trao đổi của nhiều doanh nghiệp đang triển khai xanh hóa hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại hội nghị giao ban giữa Thường trực tỉnh quỹ, giới thường trực các quyện quỹ, thành quỹ và đảng quỹ trực thuộc tỉnh quỹ, quý 2 2024, diễn ra vào sáng ngày 31 tháng 7, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, chỉ đạo các cấp ủy cần tập trung đề ra biện pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắt để thực hiện đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Đồng chí Phan Văn Thắng đề nghị cấp ủy cấp huyện chủ động nghiên cứu triển khai chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, trong đó chú trọng đảm bảo công tác nhân sự cho đại hội. Chiều nay, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị sơ kết ngành tài chính kế hoạch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Trí Quang đến dự. Đối với ngành tài chính, tính đến ngày 14 tháng 7, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là trên 5.217 tỷ đồng, bằng 53,93% so với dự toán và đạt 121,04% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương là 7.928,42 tỷ đồng, đạt 48,55% dự toán. Đối với ngành kế hoạch và đầu tư, tính đến ngày 15 tháng 7, tỉnh đã giải ngân được 2.810 tỷ đồng trên 6.929 tỷ đồng, đạt 40,55% và đạt 41,27% so với Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, tỷ lệ giải ngân của tỉnh cao hơn 12,55% so với tỷ lệ ước giải ngân 6 tháng đầu năm của cả nước. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Thành A, huyện Tam Nông tổ chức ra mắt mô hình mỗi tuần một địa chỉ từ thiện. Mô hình thành lập tổ gồm 13 thành viên. Tổ có nhiệm vụ dẫn động các tổ chức cá nhân, cán bộ hội viên các mạnh thường quân trong và ngoài xã tham gia đóng góp ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn xã. Mỗi tuần tổ sẽ đến một địa chỉ là nhà của những hộ nghèo, cận nghèo khó khăn trong xã để thăm hỏi và trao quà. sáng ngày 31 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cao Lãnh phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ phát động phong trào nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn xã Tân Thuận Đông năm 2024. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thuận Đông tổ chức ra mắt tổ phụ nữ tuyên truyền phong trào nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Ngay sau lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã lồng ghép sinh hoạt mô hình đổi rác thải nhựa nhận quà yêu thương quý 3 năm 2024. Quỹ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tiến độ xây dựng đề án xây dựng Đồng Tháp trở thành tỉnh tiên phong kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Theo đó, việc hoàn chỉnh nội dung dự thảo đề án xây dựng Đồng Tháp trở thành tỉnh tiên phong kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh trong quý 3 năm 2024.